Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin ngày mới sáng thứ ba, ngày 9 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Ngay sau đây là những nội dung nổi bật có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây. Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Nhiều chương trình sự kiện hướng về truyền thống được tổ chức như một cách để tôn vinh lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Tết Việt. Trung Quốc siết chặt kiểm dịch dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng dự hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Đại Lộc. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y chức danh Bí thư Huyện ủy Đại Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc. Sở Nội vụ Quảng Nam công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Huyện ủy Đại Lộc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc mừng đồng chí Nguyễn Hảo được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Đại Lộc. Đồng chí Lê Văn Quang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc. Đồng thời đề nghị, ở cương vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn tại những vị trí công tác đã kinh qua, nỗ lực cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Đại Lộc phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc đã tin tưởng tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy. Đồng thời mong muốn tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc thời gian tới tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ để xây dựng huyện Đại Lộc ngày càng phát triển, phấn đấu xây dựng Đại Lộc trở thành huyện nông thôn mới như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại trại tạm giam Công an tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Tân Sửu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả nhiệm vụ công tác mà trại tạm giam đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị trại tạm giam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến. Đặc biệt đơn vị cần chú ý giữ gìn đoàn kết nội bộ, cán bộ chiến sĩ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, không để phạm nhân trốn trại gây rối trật tự, đồng thời phải thực hiện đúng chế độ chính sách cho phạm nhân trong dịp Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật sẽ ở lại Việt Nam trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chiều qua, Hội hữu nghị Việt Lào Quảng Nam tổ chức gặp mặt các lưu học sinh Lào ở lại đón Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Để động viên gần 200 lưu học sinh Lào đang học tập tại 3 trường, Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Y tế và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật ở lại vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Quảng Nam và tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị thống nhất đặc biệt Việt-Lào. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh đã đến từng trường thăm và tặng quà cho các em lưu học sinh Lào. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân thông tin thêm với các lưu học sinh về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang có nhiều diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý hội sinh viên cần có kế hoạch tổ chức thăm hỏi để các em đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, đầm ấm. Đồng thời mong muốn các lưu học sinh Lào khi ở lại đón Tết vui xuân tại Quảng Nam thật sự vui vẻ, bình an, hạn chế tụ tập đông để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả. Nhân chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công ty Điện lực Quảng Nam. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang biểu dương những thành tích đơn vị đạt được, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang mong muốn các đơn vị thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Chú trọng
bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân, nắm chắc tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện và các phương án, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong không khí ấm áp, vui tươi chuẩn bị đón xuân mới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Quang tặng quà và gửi lời chúc tới cán bộ chiến sĩ một năm mới, mạnh khỏe, đầm ấm, yên vui. Thăm và chúc Tết Công ty Điện lực Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang biểu dương những cố gắng vượt bậc của cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành nhanh việc khắc phục các sự cố điện do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở các địa phương vùng sâu vùng xa, kịp thời đóng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang gửi lời chúc Tết mạnh khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, nhân viên công ty và mong rằng công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước. Tại Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hà, sau khi nghe lãnh đạo chính quyền địa phương báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã, Trung tướng Thái Đại Ngọc bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà địa phương đạt được thời gian qua. Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, Trung tướng Thái Đại Ngọc chúc địa phương năm mới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Nhân dịp này, Tư lệnh Quân khu đã trao tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và trao 55 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng trị giá bằng quà gồm các nhu yếu phẩm sử dụng trong ngày Tết cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước. Tại đây, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu đã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, kiểm tra kiểm soát địa bàn, giữ vững sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết. Chúc cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cùng lãnh đạo thành phố Tam Kỳ tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây tại quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ. Những gốc mai xuân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng đã được trồng tại khu vực tập trung trang trí Tết giữa quảng trường, cùng với các hình tượng trâu vàng, linh vật của xuân Tân Sửu đã góp phần tô điểm thêm sắc xuân tại đây. Dịp này, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị thành phố Tam Kỳ phát động rộng rãi phong trào trồng cây xanh trong nhân dân, nghiên cứu địa điểm phù hợp xây dựng vườn hoa tình yêu, đồi hạnh phúc để người dân và du khách đến tham quan du xuân. Chiều qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ ông Nguyễn Ngọc Vinh, thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và tặng quà Tết cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của thôn Bích An. Nhằm chia sẻ với người dân, đặc biệt là các hộ gia đình neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Gôn tỉnh Quảng Nam đã vận động các thành viên ủng hộ sửa chữa và xây mới 11 căn nhà tại 7 huyện, thành phố của tỉnh. Kinh phí sửa chữa là 50 triệu đồng, hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng. Nhà ông Nguyễn Ngọc Vinh được Hội Gôn Quảng Nam tài trợ sửa chữa. Tại lễ bàn giao, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam và các hội đoàn thể địa phương trao tặng gia đình nhiều nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết để đón Tết trong căn nhà mới. Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao tặng 60 suất quà Tết cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Mỗi suất quà tặng trị giá 800.000 đồng, bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm phục vụ ngày Tết. Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, chiều qua, Câu lạc bộ Máu nóng Hiểu và Thương tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tại các khoa điều trị của bệnh viện, câu lạc bộ đã đến thăm hỏi các cháu, động viên người thân của các cháu và tặng 102 phần quà cho 102 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam, mỗi suất 500.000 đồng, tổng trị giá 51 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được câu lạc bộ vận động từ các tổ chức, các nhà hảo tâm. Phần quà tuy không lớn nhưng là liều thuốc tinh thần cho các bệnh nhi và gia đình, giúp cho các cháu vui hơn. Đây là hoạt động nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Qua chia sẻ những phần quà ý nghĩa đến các bé, câu lạc bộ mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang đến cho bệnh nhi, thân nhân một niềm vui dịp Tết đến.
Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hội nghị đã tập trung thảo luận hai nội dung, gồm thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đơn vị tỉnh Quảng Nam và thỏa thuận về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh lần lượt trình bày các báo cáo, gồm dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về cơ cấu thành phần số lượng người của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Dự kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước cung cấp và đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp. Hội nghị đã tiến hành tham gia ý kiến trao đổi thảo luận để thỏa thuận thống nhất về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan tổ chức đơn vị, bảo đảm số dư tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng, trẻ tuổi theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau thảo luận về số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất lựa chọn giới thiệu 13 đại biểu để bầu lấy 7 đại biểu theo đúng quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, Trung ương giới thiệu 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, hội nghị thống nhất lựa chọn giới thiệu 95 đại biểu, bầu 57 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2025. Sáng qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 7 thông qua dự kiến cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, dự kiến Hiệp Đức sẽ có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 30, số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 52. Đa số các đại biểu tham gia hội nghị thống nhất với cơ cấu thành phần số lượng người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026, theo thông báo của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 7. Chuyển sang các tin tức quan trọng trong nước. Thưa quý vị, trước diễn biến mới nhất, với việc đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương thực hiện truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc phong tỏa khu dân cư có liên quan, đồng thời xét nghiệm nhanh toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đêm 7 tháng 2 và sáng ngày 8 tháng 2, lực lượng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và quận 1 đã tiến hành phong tỏa khu dân cư Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để lấy mẫu xét nghiệm phun độc khử trùng khu vực này do liên quan đến một ca mắc COVID-19 là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khu Mã Lạng với khoảng 1.900 nhân khẩu, mặc dù bệnh nhân COVID-19 sống tại đây được xác định không có tiếp xúc nhiều người, tuy nhiên do khu dân cư đông đúc chật hẹp, nhiều đường hẻm đan xen thông nhau nên nguy cơ lây nhiễm khá cao. Liên quan đến chùm ca mắc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay trong tối ngày 7 tháng 2, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm lại cho hơn 1.000 người làm việc tại đây. Trước đó, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 2 có 7.295 âm tính, một trường hợp nhiễm là bệnh nhân 1.979,
4 trường hợp nghi nhiễm đến nay đã được công bố chính thức là các bệnh nhân 2002, 2003, 2004 và 2005. Chùm ca bệnh này làm việc chung một đội xếp dỡ, giám sát hàng hóa, không tiếp xúc với hành khách. Sau một tháng chính thức ra mắt, clip quảng bá có chủ đề Đất nước con người Việt Nam trên kênh YouTube của Tổng cục Du lịch đã vượt mốc 1 triệu lượt xem. Đây là clip giới thiệu về chương trình quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng YouTube có sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng. Chỉ sau một tháng ra mắt chương trình với trên 70 video clip tương ứng 5 playlist du lịch sinh thái, biển đảo, văn hóa, di sản, ẩm thực, kênh YouTube của Tổng cục Du lịch đã tăng thêm trên 1,5 nghìn lượt theo dõi. Chương trình đã chứng tỏ sức hấp dẫn khi ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều YouTuber đến từ khắp mọi miền đất nước với nội dung đa dạng phong phú. Với định hướng thúc đẩy quảng bá du lịch trên nền tảng số, trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các clip hấp dẫn theo chủ đề phù hợp với từng mùa du lịch như dịp Tết Nguyên đán, du xuân, du lịch biển mùa hè. Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về là các chương trình sự kiện hướng về truyền thống lại được tổ chức như một cách để tôn vinh, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Tết Việt. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho công chúng, những hoạt động này còn góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong đời sống đương đại. Trong cung đình Thăng Long xưa, ngày Tết linh thiêng và trang nghiêm. Tết Hoàng Thành xưa được tổ chức trong cung nên ít ai được biết. Nhưng nay hậu thế có thể phần nào mường tượng Tết xưa được phục dựng theo tư liệu cổ tại chính nơi đã từng diễn ra trong khu di sản trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Năm nay, lần đầu tiên, lễ tiếng Xuân Ngưu, một nghi thức độc đáo trong cung đình xưa diễn ra vào ngày lập xuân, được tái hiện dựa trên kết quả nghiên cứu về nghi lễ cung đình. Các nghi thức diễn ra tại sân điện Kính Thiên với lễ rước Xuân Ngưu, tiếng Xuân Ngưu, ban Xuân Ngưu, phép đã Xuân Ngưu, đánh trong mùa xuân. Chương trình được phục dựng, tái hiện góp phần lan tỏa những nét văn hóa Tết xưa và càng làm khu di sản Hoàng Thành Thăng Long trở nên có hồn. Để mà hy vọng một mùa màng bội thu cho toàn dân được no ấm, tôi cho đấy cái ý nghĩa rất quan trọng. Và qua cái tích này thì người ta sẽ khích lệ tinh thần hăng say lao động của toàn dân. Tết Nguyên đán cũng là dịp cho những nỗ lực lan tỏa tình yêu với văn hóa truyền thống trỗi dậy mạnh mẽ, thu hút cộng đồng tìm về cội nguồn dân tộc. Tại nhiều không gian di sản, điểm giao lưu văn hóa trên địa bàn thủ đô, dễ dàng bắt gặp những hoạt động khơi dậy không khí Tết cổ truyền, tôn vinh quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc. Trên con phố Bích Họa Phùng Hưng những ngày cuối tháng Chạp này, hình ảnh những ông đồ xưa với mực tàu giấy đỏ như một nét mùa xuân đẹp mãi. Đây, hôm nay là em xin chữ ý chí, ông viết cho em chữ ý chí là cũng là ý chí của con người mình là vượt lên tất cả, mà nhất là trong cái tình hình xã hội bây giờ là dịch Covid này rồi các thứ. Và dòng tranh Tết dân gian Kim Hoàng xưa dường như cũng tìm được chỗ đứng sau những nỗ lực phục hồi. Những bức tranh với màu sắc tươi sáng trên nền giấy gió làm cho nhiều bạn trẻ thích thú tìm hiểu và ngắm nhìn. Cứ đến Tết ở trên cái phố Phùng Hưng này thì em lại thấy những cái tranh như thế, em kiểu cảm thấy kiểu rất là vui ấy, bởi vì em là một con người khá là thích kiểu dân gian mà kiểu khá là thích những cái cổ truyền của Việt Nam. Cái thế hệ của em không có những cái thứ như thế này. Thỉnh thoảng em sẽ được biết như kiểu những cái bức tranh này ở trong sách, bọn em chưa được xem ở ngoài. Dẫu rằng năm nay dịch Covid-19 có những chương trình không tổ chức hoặc cắt giảm quy mô người tham gia, nhưng những giá trị văn hóa Việt vẫn đang được lan tỏa và tôn vinh. Thưa quý vị, Tết cũng là lúc mọi người xích lại gần nhau hơn và dành sự quan tâm đặc biệt hơn đến các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Phú Ninh, với sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, một cái Tết ấm tình người, mang yêu thương đến với mọi nhà. Gia đình bà Ung Thị Đắc, thôn Bồng Miêu, xã Tâm Lãnh thì mùa xuân này như đến sớm hơn. Bởi năm nay gia đình bà được đón xuân trong ngôi nhà mới khang trang trên diện tích 80m² với tổng kinh phí xây dựng hơn 150 triệu đồng. Trong đó có 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết của mặt trận huyện, 40 triệu nguồn từ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh và nguồn hỗ trợ các nhà hảo tâm hàng xóm. Đây là niềm mơ ước của gia đình bà trong nhiều năm nay. Niềm vui của gia đình bà Đắc là một trong rất nhiều niềm vui của các gia đình khác trong xuân mới năm nay.
Do cỏ rau nhà cửa bị xây sập cho nên cũng nhờ quan tâm đến thì Thái cũng Tết nhất cũng gần sắp tới mà gia đình cũng tụm ổn được thì Thái cũng vui mừng. Chú cảm ơn hết, có ngành, có cấp, nhà nước, chính phủ, đoàn, đã quan tâm đến người hộ nghèo. Và qua cái cơn bão lũ này, mà có cái nhà đây, cho biết nhận nào cho được, cho có. Năm 2020 với bao khó khăn của dịch bệnh, bão lũ, và lúc này sự chung tay của cộng đồng có ý nghĩa rất lớn. Huyện Phú Ninh đã tiếp nhận trên 4,1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 31 nhà ở, sửa chữa 196 nhà, trao quà cho các hộ gia đình khó khăn với trên 2,6 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí địa phương, các nguồn hỗ trợ, quỹ vì người nghèo trên 2,1 tỷ đồng để thực hiện an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên và tặng hàng ngàn suất quà cho hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ có khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thiên tai năm 2020. Những hộ khó khăn đột xuất trong dịp Tết Nguyên đán. Sự đồng hành sẻ chia của toàn xã hội với người nghèo trong suốt quá trình lao động và sản xuất và trong dịp Tết càng thêm ý nghĩa. Trong cái món quà này, tôi về tôi cũng lo trong 3 ngày Tết, thì cũng gộ, cũng mắm để lo trong 3 ngày Tết. Thì tôi cũng cảm ơn sự quan tâm của quý cấp giúp đỡ cho gia đình tôi. Trong năm 2020, trước cái tình hình thiên tai, dịch bệnh, đời sống của nhân dân rất khó khăn, Ủy ban nhân huyện tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công trong cái dịp Tết Tân Sửu. Cụ thể toàn bộ những cái nhà về hộ nghèo, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện bố trí một nguồn kinh phí để hỗ trợ cho nhân dân ăn Tết. Đối với hộ nghèo thì từ ngân sách huyện hỗ trợ 300.000 đồng trên một hộ. Đối với hộ cận nghèo thì hỗ trợ là theo khẩu là 245.000 đồng trên khẩu. Một mùa xuân mới đang về, bằng những việc làm thiết thực, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện Phú Ninh đang chung tay góp sức chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có mưa, sáng và trưa có lúc giảm mây, trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 76 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, sáng và trưa giảm mây trời nắng, chiều có lúc có mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 74 đến 94%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, sáng và trưa giảm mây trời nắng, chiều có lúc có mưa, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 74 đến 94%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có mưa, sáng và trưa có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 70 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có mưa, sáng và trưa có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, sáng và trưa giảm mây trời nắng, chiều có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm từ 73 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Brau nhiều mây, sáng và trưa giảm mây trời nắng, chiều có lúc có mưa nhỏ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 73 đến 94%, gió nhẹ.
Thưa quý vị, chương trình thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.